Giải thích phẩm Cú nghĩa thứ 12, kinh Đại Bát Nhã ghi phẩm thí dụ. Kinh: Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Cú nghĩa Bồ Tát? Phật bảo Tu Bồ Đề: Không có Cú nghĩa là Cú nghĩa Bồ Tát. Vì sao? Vì trong vô thượng chánh đẳng chánh giác không có nghĩa xứ, cũng vô ngã. Vì thế không có Cú nghĩa là Cú nghĩa Bồ Tát. Tu Bồ Đề thí như chim bay giữa hư không, không có dấu chân, Cú nghĩa Bồ Tát thật không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thí như việc thấy ở trong mộng không có nơi trốn, Cú nghĩa Bồ Tát thật không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thí như huyễn không có nghĩa thật, như sóng nắng, như tiếng vang, như bóng, như Phật biến hóa. Kinh Đại Bát Nhã ghi: Phật sắc thọ tưởng hành thức, Phật sắc thanh hương vị xúc pháp, vân vân. Không có thật nghĩa, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thí như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thật tế, không có thật nghĩa, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thí như sắc người huyễn không có thật nghĩa, thọ tưởng hành thức người huyễn không có thật nghĩa. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát thật không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thí như con mắt người huyễn không có thật nghĩa, cho đến ý không có thật nghĩa. Tu Bồ Đề như sắc người không có thật nghĩa, cho đến pháp không có nghĩa. Nhãn xúc cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ không có thật nghĩa. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát thật không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như người huyễn khi tu hành nội không không có thật nghĩa, cho đến tu hành vô pháp hiếu pháp không không có thật nghĩa. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như người huyễn tu bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trùng không có thật nghĩa. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát thật không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như sắc của Như Lai ứng cúng tránh biến chi không có thật nghĩa, vì sắc ấy không có. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như thọ tưởng hành thức của Như Lai ứng cúng tránh biến chi không có thật nghĩa, vì thức ấy không có. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như mắt Phật không có nơi trốn, cho đến ý không có nơi trốn, sắc cho đến pháp không có nơi trốn, nhãn xúc cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ không có nơi trốn. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như Phật nội không không có nơi trốn, cho đến vô pháp hữu pháp không không có nơi trốn. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như bốn niệm xứ của Phật không có nơi trốn, cho đến 18 pháp không trung không có nơi trốn. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như trong hữu vi tánh không có nghĩa vô vi tánh, trong vô vi tánh không có nghĩa hữu vi tánh. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như nghĩa bất sinh bất diệt không có nơi trốn. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như chẳng làm chẳng ra chẳng được chẳng như chẳng sạch nên không có nơi trốn, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Pháp gì chẳng sinh chẳng diệt nên không có nơi trốn, pháp gì chẳng làm chẳng ra chẳng được chẳng như chẳng sạch nên không có nơi trốn. Phật bảo Tu Bồ Đề: Sắc chẳng sinh chẳng diệt nên không có nơi trốn, thọ tưởng hành thức chẳng sinh chẳng diệt nên không có nơi trốn, cho đến chẳng như chẳng sạch cũng như vậy. 12 nhập 18 giới chẳng sinh chẳng diệt nên không có nơi trốn, cho đến chẳng như chẳng sạch cũng như vậy. 4 niệm xứ chẳng sinh chẳng diệt nên không có nơi trốn, cho đến chẳng như chẳng sạch cũng như vậy. 18 pháp không trùng chẳng sinh chẳng diệt nên không có nơi trốn, không có nơi có trốn, cho đến chẳng như chẳng sạch cũng như vậy. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như tịnh nghĩa bốn niệm xứ rốt ráo không thể có được. Bồ Tát Maha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như tịnh nghĩa bốn chánh cần cho đến 18 pháp không trung rốt ráo không thể có được. Bồ Tát Maha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Cú nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như trong tướng tịnh tướng ngã
không thể có được vì tướng ngã không có, cho đến trong tướng tịnh, tướng kẻ biết, kẻ thấy không thể có được vì tướng biết, thấy không có. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát, tu hành Bát Nhã Ba La Mật, cụ nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thì như khi mặt trời xuất hiện không có bóng tối. Bồ Tát Ma Ha Tát thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật, cụ nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thì như lúc kiếp tận lửa đốt không còn việc gì. Bồ Tát Ma Ha Tát thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật, cụ nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề trong tịnh giới uẩn của Phật không có phá giới. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề như trong định uẩn của Phật không có tâm tán loạn, trong tuệ uẩn của Phật không có tâm ngu si, trong giải thoát uẩn của Phật không có không giải thoát, trong giải thoát tri kiến uẩn của Phật không có không giải thoát tri kiến. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Tu Bồ Đề thì như trong ánh sáng Phật, ánh sáng mặt trời mặt trăng không hiện. Trong ánh sáng Phật, ánh sáng của trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạng ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng cho đến trời A-ca nhị tra không hiện. Tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, tu hành Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa Bồ Tát không có cũng như vậy. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác Bồ Tát, nghĩa Bồ Tát đều chẳng hợp chẳng tán, không sắc không hình không đối ngại, nghĩa là nhất tướng vô tướng. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hết thảy pháp cần nên học nên biết. Luận hỏi: từ trước lại đây Phật với tu Bồ Đề dùng đủ thứ nhân duyên phá danh tự Bồ Tát, sau nay còn hỏi cú nghĩa Bồ Tát. Đáp: tu Bồ Đề phá danh tự Bồ Tát, Phật không phá. Nói danh tự Bồ Tát từ trước lại đầy rốt ráo không, chỉ từ trong số năm uẩn giả danh là Bồ Tát, song chúng sinh cho giả danh là thật, nên Phật nói giả danh không thật, chỉ từ các pháp số mà hợp làm tên gọi. Lại nữa, Phật pháp vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Tu Bồ Đề nhân danh từ Bồ Tát không, mà nói tướng Bát Nhã Ba La Mật. Này muốn nghe Phật giảng tự nghĩa Bồ Tát, nhân đó mà nói Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, nhân duyên nên hỏi có vô lượng vô biên, nghĩa là âm thanh của Phật có 60 thứ trang nghiêm, có thể khiến cho chư thiên truyền nghe, huống gì người. Chỉ có âm thanh đủ khiến người ưa nghe, huống gì nói đến nghĩa lợi ích lớn. Tu Bồ Đề theo Phật nghe việc ấy, đối với người chưa phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên khiến họ phát tâm. Người đã phát tâm mà chưa thực hành 6 ba la mật thì khiến họ thực hành. Người thực hành mà không thanh tịnh thì khiến họ thành tịnh. Người thực hành thanh tịnh thì khiến chú địa vị bất thối, thành tựu chúng sinh đầy đủ Phật pháp cho đến được một đời bổ xứ. Do vô lượng nhân duyên lợi ích như vậy nên Phật dùng Tu Bồ Đề làm vấn chủ để nói với chúng sinh ở tại pháp hội trong mười phương thế giới. Phật bảo Tu Bồ Đề vô nghĩa là cú nghĩa Bồ Tát, vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nơi trốn cũng không ngã không tên, và trong đó không nơi nương tựa, tức là pháp không, không ngã danh, không thể đắc đạo. Phật khai thị cho Tu Bồ Đề: nếu ông biết không ta, không của ta thì chứng Ngài là Hán. Bồ Tát cũng như vậy, đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, không ta, không của ta, giống như chim bay giữa hư không, không có dấu chân. Bồ Tát nghĩa cũng như vậy, đi giữa các pháp hư không, không nơi nương tựa trú trước, vì lẽ ấy nói không có cú nghĩa Bồ Tát. Hỏi: thế nào là Bồ Tát cú? Theo ngữ pháp của Thiên Trúc Ấn Độ, các chữ hợp lại thành lời, các lời hợp lại thành cú. Như bồ là một chữ, đề là một chữ, hai chữ ấy không hợp lại thời không có lời. Nếu hợp lại gọi là bồ đề, Trung Hoa dịch là trí tuệ vô thượng, tát đoà, hoặc gọi là chúng sinh, hoặc gọi là đại tâm. Vì trí tuệ vô thượng mà phát đại tâm gọi là bồ đề tát đoà. Nguyện muốn làm cho chúng sinh thành đạo vô thượng ấy gọi là bồ đề tát đoà. Lại nữa, trong phẩm này, Phật và đệ tử dùng các nhân duyên nói nghĩa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ đề một lời, tát đoà một lời, hai lời hợp lại nên gọi là nghĩa. Nếu muốn danh tự, ngữ, cú, thời đều đồng một việc, không nơi trốn. Này Tu Bồ Đề hỏi do pháp có tướng nhất định gì gọi là cú nghĩa Bồ Tát. Thiền Trung nói ba đà, Trung Hoa dịch là cú. Cú ấy có các nghĩa như trong thí dụ ở sau sẽ nói. Hỏi:
Chỉ cần lấy hy việt chim bay giữa hư không thì cũng đủ chỉ rõ cố nghĩa, cớ sao phải nói rộng nhiều thứ. Đáp: chúng sinh nghe lãnh thọ có nhiều hạng không đồng, có người ưa nghĩa, có người ưa thí dụ. Thí dụ có thể làm cho hiểu nghĩa, nhân ví dụ mà sinh tâm ưa thích. Như người sinh ra đoan chánh lại thêm trang sức, càng làm cho rực sáng. Trong thí dụ này, phần nhiều lấy nghĩa để ví dụ nghĩa, như sau đây nói: như mộng, như bóng, như tiếng vang, như sóng nắng, như việc Phật hóa ra, như việc ấy, các việc ấy hư dối như trước nói. Bồ Tát nghĩa cũng như vậy, chỉ có thể tai tiếng, hư dối không thật, vì thế Bồ Tát không nên tự cao. Các câu như như pháp tánh, pháp tướng, thật tế, vân vân không có nghĩa nhất định. Như người huyễn không có năm uẩn cho đến các Phật pháp như năm pháp uẩn của Phật. Phật cho năm pháp uẩn là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến hợp thành. Cho đến hết thảy pháp, như trong pháp hữu vi không có pháp vô vi, như trong pháp vô vi không có pháp hữu vi. Pháp vô vi chẳng sinh chẳng diệt, còn trong các pháp không có tướng chẳng sinh chẳng diệt, cũng không có dị tướng. Như 37 đạo phẩm không có tướng thanh tịnh, vì có người đóng 37 phẩm pháp ấy, tức là kiết sử. Như ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy không thể có được tướng thanh tịnh. Hỏi: ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy làm sao tịnh? Đáp: mỗi mỗi tìm kiếm tướng ngã không thể có được, ấy gọi là ngã tịnh. Còn trong đệ nhất nghĩa không tịnh, không bất tịnh, thì như rửa thây chó chết thối, cho đến da lông, máu thịt, xương tủy đều hết, lúc ấy chẳng phải chó, chẳng phải heo, không được nói nó tịnh, không được nói nó bất tịnh. Ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy cũng như vậy, lấy trí tuệ vô ngã không mà tìm kiếm tướng ngã không thể có được, lúc ấy chẳng phải hữu ngã, chẳng phải vô ngã. Như khi mặt trời xuất hiện không có bóng tối, lúc kiếp tận không có mọi vật. Như giới uẩn trong năm pháp uẩn của Phật, việc phá giới không thể có được. Như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngọc thạch, chư thiên quỷ thần, rồng chúa, vân vân. Đối với ánh sáng của Phật, thời không hiện được, vì ánh sáng của Phật tự lực đại phước đức thần thông phát sinh. Cố nghĩa Bồ Tát cũng như vậy, vào trong ánh sáng trí tuệ bát nhã ba la mật, thời không hiện, nhân các thí dụ ấy dạy các Bồ Tát hãy siêng học hết thảy pháp không thủ tướng, vì không sở đắc vậy. Kinh: Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, những gì là hết thảy pháp? Tại sao trong hết thảy pháp không có tướng ngăn ngại nên học nên biết? Phật bảo Tu Bồ Đề: hết thảy pháp là pháp lành, pháp ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp trung, pháp chẳng trung. Tu Bồ Đề ấy gọi là thảy pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát, đối với hết thảy pháp không có tướng ngăn ngại ấy nên học nên biết. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sao gọi là pháp lành thế gian? Phật bảo Tu Bồ Đề: pháp lành thế gian là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường sa môn và la môn, kính thờ tôn trưởng, bố thí chỗ có phước, phước nghiệp bố thí, phước nghiệp trì giới, phước nghiệp tu định, phước nghiệp khuyến đạo, phương tiện dình phước đức, mười thiện nghiệp đạo thế gian, quán chính tướng là tướng phỉnh trướng, tướng máu chảy, tướng hư hoại, tướng mục nát, tướng bẩm xanh, tướng bị trùng ăn, tướng tan rã, tướng xương trắng, tướng đốt cháy, bốn thiền, bốn tầm vô lượng, bốn định vô sắc, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, niệm điều lành, niệm hơi thở, niệm thân, niệm chết. Đó gọi là pháp lành thế gian. Những gì là pháp chẳng lành? Cướp mạng kẻ khác, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói phi thời, tham dục, não hại, tà kiến, mười bất thiện đạo, ấy gọi là pháp chẳng lành. Thế nào là pháp hữu ký? Hoặc pháp lành, hoặc pháp chẳng lành, ấy là pháp hữu ký. Những gì là pháp vô ký? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp vô ký, bốn đại vô ký, năm uẩn, 12 nhập, 18 giới vô ký, quả báo vô ký, ấy gọi là pháp vô ký. Những gì là pháp thế gian? Pháp thế gian là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, 10 thiện đạo, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, ấy gọi là pháp thế gian.